Kính gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Truyền Cảnh Giác được phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 16:40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, hiện nay lừa đảo qua mạng đang ngày càng trở nên lộng hành với nhiều chiêu trò cũng như là thủ đoạn tinh vi hòng chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Và một trong những hình thức lừa đảo phổ biến là bọn chúng sẽ mạo danh cơ quan nhà nước hoặc là một đơn vị tổ chức uy tín nào đó để dẫn dụ con mồi vào bẫy. Có thể là mạo danh nhân viên ngân hàng, mạo danh điện lực, mạo danh nhân viên bảo hiểm xã hội, mạo danh bác sĩ, bệnh viện hoặc thậm chí là mạo danh cả cơ quan công an để quy chụp tội danh rồi yêu cầu cung cấp lời khai online. Điển hình như là câu chuyện của người phụ nữ sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tôi làm nội trợ ở nhà chăm lo nhà cửa, chồng tôi thì làm ăn kinh doanh cũng khấm khá, mà được cái là ảnh thương vợ con lắm, cho nên tiền bạc bao nhiêu là ảnh đều chuyển hết vô tài khoản ngân hàng của tôi để cho tôi quản lý. Hôm bữa đó tôi đang ở nhà một mình dọn dẹp nhà cửa thì nhận được cuộc gọi từ một cái số điện thoại lạ. Dạ alo. Alo, cho hỏi chị phải là Nguyễn Quỳnh Thanh Tuyền không? Dạ đúng rồi, anh là ai vậy? Tôi là Thắng, nhân viên Tổng cục Hải quan. Cục Hải quan hả? Dạ, có chuyện gì không anh? Chúng tôi phát hiện lô hàng mang số hiệu T500763TX. Chị là người gửi lô hàng được đưa qua cửa hải quan vào sáng nay để vận chuyển đi nước ngoài. Thông tin trên lô hàng ghi rõ hàng hóa bên trong là trái cây. Tuy nhiên qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện bên dưới trái cây giấu ngà voi, tổng cộng là 700 khúc ngà voi. Dạ anh ơi, tôi đâu biết gì đâu. Tôi không có biết gửi trái cây với là ngà voi gì hết đó. Tôi chỉ ở nhà làm nội trợ thôi à. Chị cho tôi hỏi lại chính xác thông tin của mình. Họ tên của chị là Nguyễn Quỳnh Thanh Tuyền, địa chỉ 115/6D, đường Liên Tỉnh đúng không? Dạ đúng rồi, đúng tên của tôi, cũng đúng địa chỉ nhà tôi luôn. Nhưng mà mấy cái chuyện mà trái cây với ngà voi thật sự là tôi không biết thiệt. Tôi chỉ ở nhà làm nội trợ thôi chứ tôi đâu biết gì đâu. Không chỉ đơn giản là vận chuyển ngà voi thôi đâu, mà chị chính là đối tượng bị tình nghi hàng đầu về tổ chức vận chuyển và buôn lậu hàng cấm đi quốc tế. Anh ơi, mà cụ thể mặt hàng cấm có liên quan đến động vật hoang dã. Trái cây với ngà voi gì tôi đâu có biết cái gì đâu. Chị có chắc với tôi là chị không liên quan gì đến việc buôn lậu ngà voi chứ? Dạ tôi chắc chắn với anh là tôi không biết thiệt. Tôi chỉ ở nhà nội trợ thôi. Mấy anh điều tra rõ ràng giùm tôi nha, chứ tôi không biết thiệt. Bây giờ chị cho tôi hỏi là chị có quen biết với một người đàn ông nào tên Hùng làm nghề tài xế không? Dạ không, tôi không biết ai tên Hùng, cũng không biết ai làm tài xế hết. Người đàn ông tên Hùng này chính là tài xế chạy chiếc container chở ngà voi, hiện tại đang bị tạm giữ tại Tổng cục Hải quan. Chị có chắc là chị không quen biết với người ông tên Hùng này chứ? Dạ, tôi chắc chắn với anh là tôi không biết ai tên Hùng thiệt. Nếu như đúng như những gì chị đã nói thì chỉ có một khả năng có thể xảy ra, chính là việc thông tin của chị đã bị bọn tội phạm mạo danh dùng thông tin của chị để buôn lậu. Chính vì vậy cho nên chị mới vô tình liên quan đến vụ án này. Anh ơi, giờ tôi phải làm sao đây anh? Vụ án của chị khá là phức tạp, cho nên tất cả những hành vi của chị bây giờ hãy làm theo hướng dẫn của tôi. Anh làm ơn anh chỉ giùm tôi đi, chứ tôi không biết thiệt. Được rồi. Bây giờ tôi làm gì anh? Bây giờ chị phải thực sự hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không được tiết lộ sự việc này với bất kỳ ai. Đặc biệt cuộc gọi điện thoại giữa tôi và chị phải hoàn toàn được giữ bí mật. Bởi vì theo tôi suy đoán, nếu như bọn tội phạm đã mạo danh thông tin của chị để buôn lậu thì lẽ dĩ nhiên bọn chúng sẽ cử người theo dõi, giám sát chị. Chính vì vậy hiện tại chị đang nằm trong tầm ngắm của bọn chúng. Chị phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giữ bí mật chuyện này, không được nói cho ai biết, bất kể là người thân trong gia đình cũng như vậy. Dạ. Như vậy thì chị mới được an toàn. Còn nếu như sự việc bị bại lộ, bọn tội phạm phát hiện chị có hành động bất thường, biết rằng đã có công an can thiệp, thì bọn chúng sẽ có hành động và thủ tiêu chị ngay lập tức. Dạ, tôi biết rồi. Ngay lúc này đây tôi sẽ chuyển hồ sơ vụ án này lên anh Minh, Phó Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế và Buôn lậu. Anh dạ. Minh là người rất có kinh nghiệm ở vấn đề này. Bây giờ tôi tắt máy. Một lát nữa bên phòng điều tra tội phạm về kinh tế buôn lậu sẽ liên lạc với chị. Lưu ý là chị nhớ bắt máy nha. Dạ rồi, tôi cảm ơn chị anh. Chị phải nhớ rằng là hiện tại chị đang bị theo dõi, tất cả những hành động của chị đang bị giám sát, cho nên chị phải cẩn thận. Dạ, tôi biết rồi, tôi cảm ơn anh nhiều. Chào chị.
thì có lúc đó tôi bàng hoàng lo lắng dữ lắm. Tự nhiên xảy ra cái chuyện gì mà tréo ngoe bị người ta mạo danh thông tin buôn lậu nữa chứ. Tôi tính gọi điện cho chồng tôi rồi, nhưng mà sực nhớ lại cái lời mà người đó nói thì lại thấy sợ sợ lo lo. Lúc đó tôi lại đang ở nhà một mình nữa, nghĩ bụng chứ lỡ có chuyện gì rồi sao, còn chồng còn con cái ai mà lo. Khoảng vài phút sau đó thì có một người khác gọi cho tôi. Tao thấy nhỏ này tâm lý yếu lắm. Bây giờ mày điện thoại lại, mày nói chuyện cho nó căng thẳng hơn, đảm bảo chính. Vậy hả? Yên tâm, nghề của tao à. Đấy, đấy, đấy. Khúc đầu tao đã ngon lành rồi, bây giờ khúc này được hay không do mày. Đã là số đó. Dạ alo. Alo. Chào chị. Cho tôi hỏi, đây có phải là chị Nguyễn Quỳnh Thanh Tuyền đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi là Minh, Phó Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế và Buôn lậu. Tôi vừa nhận được thông tin từ hải quan cung cấp trường hợp của chị. Chị có liên quan đến đường dây buôn lậu ngà voi ra nước ngoài. Dạ anh ơi, tôi không biết thiệt. Tôi không biết chuyện này thiệt. Tôi chỉ ở nhà làm nội trợ thôi à, chứ tôi không có biết trái cây hay ngà voi gì hết. Chúng tôi làm việc là có nhân chứng vật chứng, chứ không phải từ lời nói của chị. Anh ơi, tôi chắc chắn với anh là tôi không có liên quan đến cái chuyện này. Chị xác nhận thông tin cụ thể giúp tôi. Họ tên của chị là Nguyễn Quỳnh Thanh Tuyền, địa chỉ thường trú 115/6D đường Liên Tỉnh, đúng không? Dạ đúng, đúng tên mà cũng đúng địa chỉ nhà của tôi luôn. Ngày tháng năm sinh là ngày 17/2/1994. Số căn cước công dân của chị là 0813. Người đó đọc đúng toàn bộ thông tin của tôi luôn nha, từ họ tên, địa chỉ thường trú cho tới cả ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, nguyên quán nhân dân. Nói chung là chính xác 100%, không có sai một cái gì hết luôn. Thành ra như vậy cho nên tôi mới tin tưởng, không nghi ngờ gì họ hết. Tại vì lúc đó tôi nghĩ chứ, họ phải là công an thì họ mới có thể nắm được đầy đủ chính xác thông tin của mình tới như vậy. Thực tế hiện nay, tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân gây nhức nhối trong dư luận không chỉ là những thông tin đơn giản như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, mà thậm chí đến ngay cả số căn cước công dân, nguyên quán, số tài khoản ngân hàng. Những kẻ lừa đảo đều có thể nắm một cách chính xác. Chính vì thế, người dân không nên dựa vào những chi tiết này mà dễ dàng đặt niềm tin, không vội tin ngay kể cả khi có ai đó đọc rõ các thông tin cá nhân của mình. Luôn đảm bảo hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là cơ quan công an nhà nước không bao giờ làm việc qua điện thoại. Trong mọi trường hợp, bạn nên đề nghị được làm việc trực tiếp tại trụ sở các bên liên quan. Nguyên tắc thứ hai là tuyệt đối không thực hiện chuyển tiền đến tài khoản mà bạn chưa bao giờ giao dịch, kể cả tài khoản đó có tên giống với tên của người quen. Bây giờ tôi có cần lên trụ sở công an ở gần nhà tôi không anh? Không được. Vụ việc buôn lậu có tính chất nghiêm trọng như thế này không thuộc thẩm quyền xử lý của công an địa phương. Hồ sơ vụ việc của chị đã được chuyển về cục cảnh sát của bên chúng tôi, nên bên chúng tôi sẽ phụ trách vụ án này. Hơn nữa, bây giờ rất có khả năng là bọn tội phạm đang theo dõi chị. Nếu bây giờ chị lên thẳng trụ sở công an phường, tôi rất là sợ bây giờ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của chị hoặc là đến người thân của chị. Kể từ bây giờ, chị phải cùng chúng tôi phối hợp để triệt phá đường dây tội phạm này. Và chúng tôi đã lên chuyên án, ngày hôm nay sẽ kết thúc vụ án này. Bây giờ chị phải phối hợp chặt chẽ với chúng tôi. Dạ, tôi biết rồi. Anh làm ơn anh giúp giùm tôi đi. Bây giờ tôi phải làm sao á anh? Do vụ án này rất là phức tạp, cho nên là chúng ta không thể gặp trực tiếp nói chuyện được. Nên tôi cần chị cung cấp lời khai qua online. Lời khai online hả? Dạ dạ, bây giờ tôi phải khai gì đây anh? Chị khai báo cụ thể về sinh hoạt của chị hôm qua và sáng nay, vì đây là thời gian vụ buôn lậu diễn ra. Chị ghi rõ cụ thể mấy giờ chị đi đến đâu, đi cùng ai, lý do. Chúng tôi sẽ dựa theo thông tin đó để tiến hành điều tra, thì sẽ là bằng chứng cho thấy chị vô can trong vụ án buôn lậu này. Dạ, lịch hoạt động của tôi là ngày nào cũng giống như nhau hết. 7 giờ sáng là chồng tôi chở tôi đưa con đi học, sau đó là chở tôi đi ra chợ, đi chợ về tới nhà là khoảng 8 giờ, sau đó chồng tôi đi làm, rồi còn tôi thì ở nhà được làm rồi, nhà. Được. Chị cứ từ từ, những cái lời khai của chị nhiều quá thì làm sao chúng tôi nhớ hết. Bây giờ á, lời khai của chị phải soạn thành văn bản, chứ chị nói miệng như vậy là không được. Bây giờ chị làm theo hướng dẫn của tôi sẽ gửi đường dẫn một ứng dụng chuyên sử dụng về một cung cấp lời khai online.
Chị tải ứng dụng đó về, sau khi mở ứng dụng lên, nhập thông tin cá nhân của mình và cung cấp đầy đủ, chính xác khai báo lịch trình của mình là được. Dạ, dạ tôi biết rồi, tôi cảm ơn anh nhiều. Tôi sẽ khai liền. Chúng tôi sẽ điều tra. Chị có bằng chứng ngoại phạm, chúng tôi sẽ cử trinh sát xuống để bảo vệ gia đình của chị. Vậy nha chị, bây giờ tôi cần chị phải cung cấp liền cho chúng tôi. Dạ dạ, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Mở lên rồi, đó đang gửi đường dẫn qua. Hôm qua tôi cùng chồng đưa con đi học vào lúc 7 giờ sáng. Lúc đó tôi suy nghĩ chứ, chuyện cung cấp lời khai á, thiệt ra thì cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là mình tải ứng dụng về rồi mình điền lời khai cái giờ giấc sinh hoạt của mình thôi mà. Hơn nữa sau khi mà tôi cung cấp lời khai xong, họ xác minh lời khai rồi sẽ cử trinh sát xuống bảo vệ cho tôi. Như vậy thì tôi sẽ được an toàn. Chứ bây giờ ở nhà một mình như vậy thì nguy hiểm quá. Mà lại không dám gọi điện báo cho chồng. Tại vì mấy anh công an đó dặn là nhất định phải giữ bí mật chuyện này, không được tiết lộ cho ai hết để tránh bứt dây động rừng gì đó. Cho nên tôi cứ nghe vậy rồi tôi làm theo lời họ thôi. Ngay khi mà vừa tải cái ứng dụng đó về điện thoại một chút sau là có chuyện liền luôn. Ủa, ngân hàng gửi thông báo gì đây? Tài khoản của quý khách vừa thực hiện giao dịch, chuyển khoản thành công 750 triệu. Ủa, mình có chuyển khoản cho ai đâu? Tự nhiên trong tài khoản ngân hàng trừ hết 750 triệu là sao? Làm sao vậy nè? Ủa, không lẽ cái bọn tội phạm mạo danh mình để đi rút tiền hả? Nhưng mà làm sao nó biết được thông tin với thẻ tài khoản của mình mà nó rút? Bây gọi lại cho anh công an mới được. Thuê bao quý khách vừa gọi. Mới vừa nói chuyện mà sao bây giờ gọi lại không được? Ủa? Vậy là sao? Sao số nào cũng gọi không được? Mới tải ứng dụng vậy lại tài khoản bị trừ tiền. Bây giờ gọi lại không được là sao? Mấy người này không lẽ là lừa đảo hả? Đúng như những gì nạn nhân suy đoán. Tuy nhiên đáng tiếc là chị đã nhận ra điều này quá muộn màng. Trên thực tế, hai đối tượng này vốn không phải là nhân viên Tổng cục Hải quan hay Công an như những lời bọn chúng nói, mà hai đối tượng này chính là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, cố tình bịa ra một tội danh rồi quy chụp, dẫn dắt nạn nhân rơi vào tình thế khó, phải làm theo lời của chúng. Thay vì yêu cầu con mồi chuyển tiền vào tài khoản như nhiều trường hợp khác đã được các phương tiện truyền thông cảnh báo, thì lần này bọn lừa đảo tinh vi hơn khi sử dụng chiêu trò lấy lời khai online rồi yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng do chúng cung cấp. Ứng dụng cung cấp lời khai online mà kẻ gian yêu cầu nạn nhân tải về, thực chất đó là một ứng dụng có chứa mã độc. Sau khi nạn nhân tải về điện thoại, kẻ lừa đảo sẽ hack, chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản ngân hàng được lưu trong điện thoại của nạn nhân, từ đó rút sạch tiền trong tài khoản. Tình huống vừa rồi chính là bài học cho những ai nhẹ dạ cả tin. Người dân cần lưu ý với những cuộc gọi mà người ở bên đầu dây bên kia tự xưng là công an, nhân viên hải quan, nhân viên ngân hàng, nhân viên bảo hiểm xã hội hay bất cứ cơ quan nhà nước, đơn vị tổ chức nào khác, thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng, suy xét kỹ lưỡng, không nên vội vàng tin và làm theo lời của đối tượng, vì rất có khả năng sẽ dễ bị dẫn dắt rơi vào bẫy lừa. Thay vào đó, nên thông tin vụ việc đến với người thân, bạn bè, hàng xóm để có thêm ý kiến, tỉnh táo hơn trước khi hành động. Và quan trọng nhất, cần phải có sự cảnh giác trong mọi tình huống, không nên click vào đường link lạ hay là tải về những ứng dụng lạ mà chưa suy xét cẩn thận, vì rất có thể bên trong những đường link, ứng dụng đó có chứa mã độc. Dựa vào mã độc này, kẻ gian có thể hack và chiếm đoạt quyền sử dụng thông tin trong điện thoại của chúng ta, kể cả tài khoản ngân hàng. Và khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo hoặc không may rơi vào trường hợp bị lừa đảo, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ và xử lý kịp thời. Xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tuần sau, cũng vào lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mọi đóng góp, ý kiến, chia sẻ xin gửi về địa chỉ email quen thuộc chuyencanhgiacvn@gmail.com. Còn bây giờ con Huy xin chào và hẹn gặp lại.